Tử vi tuổi Dần, 6 tháng đầu năm 2021, gặp nhiều may mắn, vượng, quý nhân. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần là đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ rất có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của họ là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội và hãnh diện bấy nhiêu. Chính vì vậy mà bước sang năm 2021 là thời điểm mà những người tuổi Dần có thể đổi đời, bứt phá ngoạn mục. Trong năm nay, mọi cố gắng của con giáp sẽ được đền đáp. Thậm chí trong năm, con giáp còn được quý nhân phù trợ, hưởng lộc trời ban, gặp được nhiều thời cơ tốt để phát triển. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2021, vận trình của những người tuổi Dần sẽ xảy ra những điều gì? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Dần trong 6 tháng đầu năm 2021. Bước sang năm Tân Sửu, mệnh chủ tuổi Dần không xung khắc mạnh với Thái Tuế. Vận trình nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn so với trước và với người khác. Ngoài ra, để mọi việc có thể viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do Thái Tuế, người tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. May mắn trong năm có chính quan hỗ trợ công việc và giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, đồng thời được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và để bạn thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dần cũng gặt hái được thành quả nhất định. Tử vi tuổi Dần 2021 còn cho thấy chính tài thúc đẩy tiền bạc, mang tới nhiều vận may về tài chính, hợp tác làm ăn và đầu tư. Trong đó, các mối làm ăn có được có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản, thu về lợi nhuận cao. Điểm nổi bật trong năm 2021 của tuổi Dần đó là có rất nhiều sao chủ về tình cảm trường mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, đào hoa vẫn vượng, tốt cho những ai vẫn còn độc thân. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Dần trong 6 tháng đầu năm 2021, qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm Tân Sửu, Tuế Can Tân Kim là chính quan của tuổi Dần, là điềm báo thăng quan tiến chức. Cộng thêm xuyên suốt cả năm 2021, tuổi Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng mà tuổi Dần đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Trong năm ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc của bản mệnh trong thời gian này mặc dù khá thuận lợi, nhưng vì cô thần hung tinh khiến các mối nhân duyên sẽ gặp trục trặc. Theo đó, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Hơn nữa, bản thân mệnh chủ tuổi Dần là người vốn thích ăn to, nói lớn, ít chịu nhường bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp. Bản mệnh cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo có thể gặp phải, cản trở con đường thăng tiến.
Ngoài ra, thầy phong thủy khuyên mệnh chủ tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam sắc khai vận, Sần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên, tài lộc, tiền bạc. So với năm trước, tử vi năm 2021 của tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Nếu muốn có được điều đó, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Hơn nữa, người tuổi Dần vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính, không nên chân trong chân ngoài quá nhiều, kẻo việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy. Trong thời điểm này, đào hoa vượng tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Để mở rộng vòng tròn giao thiệp, người tuổi Dần nên kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mới có thể dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên là thời gian này có hối khí hung tinh mang điểm vào bất lợi, kém may mắn về các hạng mục đầu tư biến động mạnh, lắm rủi ro như bất động sản hay giao dịch cổ phiếu, chứng khoán. Dù được đánh giá là khá may mắn, nhưng bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia thị trường này, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Vì vậy, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh của tuổi Dần, cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí của nhà Phật bát bảo tâm kinh sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Khác với năm 2020, trong năm 2021 có khá nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, tuổi Dần như đào hoa, bách việt hay cô thần. Trong đó, các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, hung tinh cô thần lại khiến bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách đó là mệnh chủ tuổi Dần thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè, học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi sẻ chia, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới nhiều cát lành cho bản mệnh. Đặc biệt, bản mệnh hãy đeo vòng tay tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt vận đào hoa và tình duyên. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ trong năm 2021. Sức khỏe. Bước sang năm 2021, người tuổi Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, gây bất lợi cho phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thay quá. Thời điểm sau mùa là lúc tuổi Dần dễ ngã bệnh nhất. Bên cạnh đó, áp lực về tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra. Cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ này xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan coi thường. Nhiều thời điểm, kiếp sát hung tinh hoành hành khiến bản mệnh gặp sự cố về xe cộ hoặc thương tật ở tứ chi. Cho nên, người tuổi Dần cần thận trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu, kẻo có ngày thương vong. Ngoài ra, để có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Dần dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Dần trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Dần trong thời điểm này để có thể nắm rõ hơn. Thứ nhất, tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Sau tháng đầu năm 2021 có thể coi là thời điểm vô cùng may mắn đối với những mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt giúp mệnh chủ có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Thời điểm này thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời. Người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh.
Các tinh chủ đào hoa cũng đem tới cho tuổi Nhâm Dần tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Người độc thân dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Thứ hai, tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong nửa đầu năm Tân Sửu, các bác tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Các bác có thể bước tới những khung ngoặt của cuộc đời giúp mình đạt được những bước tiến mới mẻ. Với các bác làm công ăn lương thời gian này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, với các bác làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, các bác đã lập gia đình, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình, các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Thứ ba, tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Các chú tuổi Bính Dần gặp cục diện Sử Dần ám hợp, năm 2021 về cơ bản là một năm khá thuận lợi đối với cô chú. Cô chú tuổi Bính Dần có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo, cân nhắc. Cũng có thể nhờ ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, cô chú tuổi Bính Dần có thể gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Hơn nữa, trong năm các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, cô chú có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Thứ năm, tử vi Mậu Dần sinh năm 1998. Trong năm Tân Sửu, các bạn sinh năm 1998 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Đặc biệt là dưới sự trợ giúp của Sửu Dần ám hợp, tuổi Mậu Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao khá tốt đẹp. Người trẻ tuổi mới bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp các bạn có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, tuổi Mậu Dần cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Dần trong vận trình nửa đầu năm 2021. Nhìn chung, vận trình tháng riêng của tuổi Dần vẫn khá bình ổn, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, bản mệnh có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu hết mình. Vì thế, thành quả thu về cũng khá mãn nguyện. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút, khả năng sinh bệnh cao. Bên cạnh đó, áp lực công việc lớn, tinh thần căng thẳng cũng khiến cơ thể của tuổi Dần suy nhược. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Dần chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, phương diện tài chính biến động khá mạnh do có hung tinh chủ hao tài ảnh hưởng. Theo đó, áp lực tài chính của bản mệnh trong tháng này rất lớn, chi vượt quá thu, đa phần tiêu pha cho người thân, bạn bè. Cuối tháng rất dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Sang tháng 3 âm lịch, Nhâm Thủy và Tuế Can canh kim tương sinh, hình thành thế quan ấn tương sinh, vận trình tháng của tuổi Dần khởi sắc mạnh mẽ, nhất là phương diện công việc và tài lộc. Công việc tiến hành thuận lợi, vì thế bản mệnh có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tài vận của bản mệnh trong tháng cũng khá vượng, lấy chính tài làm chủ, thu nhập chính tăng, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực, ắt thu tiền về đầy túi. Thứ tư, tử vi tháng 4 âm lịch. Tháng này có nhiều hung tinh hoành hành khiến tinh thần của tuổi Dần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, làm việc nóng vội sẽ dẫn tới thất bại. Bên cạnh đó, sức khỏe giảm sút, bản mệnh có thể phải tiêu tốn nhiều tiền cho việc khám, chữa trị, điều trị bệnh tật. Áp lực tài chính lớn, nếu không có khoản dự phòng, e rằng sẽ phải đi vay mượn khắp nơi. Thứ năm, tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng có dương mộc sinh phát, mệnh chủ tuổi Dần phấn đấu mạnh mẽ cho công việc, có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Có điều tài vận của bản mệnh trong thời điểm cuối tháng có phần giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi, cho nên bản mệnh cần tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công cao hơn. Thứ sáu, tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch tới mang theo vượng vận khí, thúc đẩy công việc và tiền bạc của mệnh chủ tuổi Dần tăng trưởng mạnh mẽ. Bản mệnh dễ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ. Đặc biệt thu nhập của những người làm công ăn lương tăng có thể do được tăng lương hoặc nhận khoản hoa hồng nào đó. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Dần. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái,
Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.